Trong ngày bác quan trai giới, tôi suy tư rằng tôi đang sống và thực hành với nếp sống như một vị trời. Tôi có nên suy tư như thế hay không? Xin thưa là không. Mà quý vị nên suy tư về giới học, định học và tuệ học giùm sư nha. Quý vị nên suy tư là bây giờ tôi sẽ làm sao để tu tập rèn luyện giới học, định học và tuệ học như một vị thánh. Một vị phàm tăng đã thực hành giới học, định học và tuệ học như thế nào để vị ấy không còn là phàm nữa, và ta nên thực hành như thế thì đó mới là điều tốt.